Trần Trị Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 13 tây tháng 12 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên là tin từ Afghanistan. Chính quyền Taliban đang tìm cách có mối quan hệ với Hoa Kỳ theo tường trình từ phía của đại truyền hình Fox cho biết. Chính quyền của Taliban, à, quản trị mới của Afghanistan đã cam kết rằng sẽ có những cái à, thay đổi giáo dục và sẽ có thêm việc làm cho phụ nữ và trẻ em à, kể từ khi mà họ bắt đầu chiếm lại quyền lực và trong đó muốn tìm cách tiếp cận lại với thế giới bên ngoài để hỗ trợ cho hàng triệu người và Afghanistan. Một giới chức hàng đầu của Taliban đã đưa ra trong một cuộc phỏng vấn rất hiếm hoi, Ngoại trưởng của chính quyền à, Taliban là Amir Khan Mutaki nói với lại tờ hãng thông tấn AP là chế độ Taliban muốn có quan hệ tốt với tất cả các quốc gia và kể cả Hoa Kỳ và ông ta thúc giục phía Washington cùng các quốc gia khác là phải giải ngân 10 tỷ Mỹ Kim số tiền mà đã bị đông kết và đóng băng sau khi mà Taliban chiếm được quyền lực tại Afghanistan từ ngày 15 tây tháng 8 sau khi mà đưa quân đội của họ chiếm toàn bộ Kabul và đồng thời phía Hoa Kỳ rút quân ra khỏi đây và cũng như là ông Tổng thống lúc đó là ông Ashraf Ghani đã bay đi tị nạn việc mà cấm vận chấm lại afghanistan sẽ không mang lại bất cứ một quyền lợi nào ông mutagi đã phát biểu vào ngày chủ nhật và nói rằng chính quyền của ông ta sẽ thay đổi và sẽ có cuộc tiếp cận với thế giới ở bên ngoài afghanistan vẫn không thể có được một cái chính quyền suy yếu như ngày xưa đó là lời phát biểu của ông ta và ông mutagi cho biết rằng là chế độ taliban sẽ có những cái giới hạn để dành cho các trẻ em gái được đi tới trường học cũng như là phụ nữ ở trong các lực lượng lao động và nhiều phần ở tại Áp Cải Tăng, các cái trường high school, tức là trường trung học dành cho phụ nữ, đều ở từ lớp 7 tới lớp 12, không được phép tới trường học khi mà Taliban đã chiếm toàn bộ quốc gia này. Tuy nhiên thì rất nhiều những phụ nữ trong cái phong trào dân sự đã được yêu cầu ở nhà và Taliban cho biết là họ cần có thời gian để tạo ra những cái thế hệ kế tiếp có thể đi học và đi làm dành cho phụ nữ dưới đạo luật của Hồi giáo. Đây là một trong những cái Tuyên bố của Tây Ban kể từ khi mà họ quay trở lại nắm quyền sau khi bị lật đổ từ năm 2001. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới Afghanistan. Trong khi đó, cựu đại sứ của Ukraine cho biết Putin sẽ không chiếm à, Ukraine bởi vì nó sẽ trả một giá rất đắt. Cựu đại sứ của Ukraine là à, xin lỗi quý vị, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine là William Tyler. Trong ngày Chủ nhật cho biết là ông ta không nghĩ rằng ông Tổng thống Vladimir Putin sẽ mở cuộc xâm chiếm à, Ukraine mặc dù là Nga đã dồn quân rất đông ở biên giới. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình ABC, ông Taylor cho biết là tôi không nghĩ như vậy. À, trong đó thì khi được hỏi là có khả năng là ông Putin tấn công Ukraine hay không? 55 trên 45, tuy nhiên 45% đó là à, chính là cái cuộc chiến tại Âu Châu. Ông đã cho biết như trên. Quý vị có thể à, à, nghiêm túc nhìn về vấn đề này và quý vị phải chuẩn bị và à, chuẩn, bị, chuẩn bị sẵn sàng bởi vì chúng ta nói về việc mà 45% là có khả năng có chiến tranh. Tuy nhiên không ai suy nghĩ được và đoán được suy nghĩ của Putin. Ông Taylor đã phát biểu trong một cái cuộc phỏng vấn và ông ta có thể là cái người mà có thể đưa ra những quyết định bất ngờ. Trong khi đó thì tổng thống của Ukraine là ông Zelensky hay là ông Joe Biden hay NATO cũng không thể nào hiểu được là Putin sẽ suy nghĩ cái gì. Đây là lời khẳng định của vị đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine trước đây. Trước đó thì ông Biden đã nói về chuyện này và có rất nhiều binh sĩ của Nga đã thiệt mạng trong cái cuộc chiến năm 2014 tại Ukraine và ông ta hiểu rõ cái giá trả rất đắt nếu như mà Nga tấn công vào Ukraine. Ông Taylor cho biết tuy vậy à, Ukraine cũng không thể à, chủ quan trước những mối đe dọa của Nga. Quý vị nghe được là lực lượng Ukraine họ cho biết là họ sẵn sàng hy sinh, họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mảnh đất, đất của họ và tôi nghĩ rằng họ đã sẵn sàng Họ đã có những cái lời à, tuyên thệ và tôi nghĩ rằng là Nga sẽ trả giá rất đắt nếu họ làm chuyện này. Đây là lời phát biểu của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine. Trong khi đó thì các hình ảnh chụp từ vệ tinh xuống cho thấy rằng là các chuyên gia tuyên đoán rằng là Iran đã bắt đầu phát hiện và phát triển các cái không gian vũ trụ của họ. Iran đã bắt đầu chuẩn bị cho cái việc mà bắn các cái tên lửa và hỏa xin lỗi quý vị các hỏa tiễn lên không gian vũ trụ giữa lúc mà họ đang có các cuộc đàm phán với các quốc gia quyền lực trên thế giới để mà giám sát việc nguyên tử của họ việc này được đưa ra sau khi mà một báo cáo cho biết là cái cơ quan nghiên cứu về không gian vũ trụ của Iran là Imam Khomeini đã bắn một cái hỏa tiễn lên trên vũ trụ và trong đó mang theo một cái vệ tinh của nhà nước hồi giáo Iran và vệ tinh này được xem là vệ tinh về dân sự trong cái đó thì phía lực lượng cách mạng hồi giáo Iran cho biết là họ điều hành chương trình này và đã thành công bắn và cái vệ tinh của họ vào vũ trụ hồi năm ngoái việc mà bắn cái hỏa tiễn vào vũ trụ và đưa vệ tinh vào vũ trụ diễn ra giữa lúc mà các cuộc đối thoại ở viên đang có bế tắc khi mà tehran đòi hỏi phía hoa kỳ là phải tháo gỡ toàn bộ lệnh cấm vận đối với họ trong khi đó thì các quốc gia tây phương vẫn chưa có một cái điểm để mà thúc đẩy iran quay trở lại cái hiệp ước về nguyên tử à, tổng thống của iran là một nhân vật được xem là cực đoan có tên là ibrahim raisi nói rằng là ông ta sẵn sàng các cuộc đối thoại và sẵn sàng và để cho thanh sát viên nguyên tử là IAEA vào thanh sát với điều kiện là phía Hoa Kỳ phải tháo gỡ toàn bộ tất cả các lệnh cấm vận đối với Iran. Trong khi đó thì một nguồn tin quân sự cho biết Iran vẫn tiếp tục phát triển cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ và dường như là chương trình hỏa tiễn đạn đạo này vẫn tiếp tục diễn ra. Giới truyền thông của Iran vẫn không cho biết về cái hoạt động ở trên không gian vũ trụ của Iran là gì. Tuy nhiên họ nói rằng đây là cuộc bắn vệ tinh về phục vụ cho cái vấn đề dân sự, không phải là quân sự. Trong khi đó thì các hình ảnh của Planet Lab được chụp xuống từ vệ tinh và cung cấp cho hãng thông tấn. AP cho thấy là Iran đã bắn các cái hỏa tiễn này từ cái khu vực ở tỉnh, ở một cái vùng nông thôn của họ có tên là Senan, cách cái thủ đô Tehran là khoảng 240 km về phía đông nam. À, một chiếc xe à, nằm dọc theo cái khu vực bệ phóng này đã xuất hiện một chiếc số xe quân sự diễn ra tại đây. Hình ảnh satellite này chụp xuống cho thấy là Iran vẫn đang tiếp tục thúc đẩy các chương trình tìm hiểu về không gian vũ trụ của họ cũng như là phát triển các cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ và chưa dừng lại. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất tại Iran. Và đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế và bây giờ quy liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Chính quyền của Jordan đang bắt đầu thực hiện một số chính sách để loại trừ tất cả những cái gọi là thái độ quan điêu trong hệ thống công quyền của chính quyền liên bang. Ông tổng thống Joe Biden vào ngày hôm nay thứ hai đã ký một sắc lệnh trong đó là giảm ra tất cả những cái thời gian tốn kém của người dân Hoa Kỳ và ra lệnh cho tất cả các cơ quan của chính quyền liên bang phải đơn giản hóa các thủ tục và rút ngắn cái thời gian giúp cho người dân có thể à, à, tiếp cận dễ dàng hơn các cái công việc của chính phủ mà không bị tốn thời gian bao gồm những việc như là à, tái lập lại cái à, gọi là passport tức là renew tức là những cái người mà hết hạn passport có thể apply lại cái passport mới hoặc là những người xin những cái chương trình an sinh xã hội về à, social benefit thì họ sẽ được à, giải quyết công việc một cách nhanh chóng hơn thay vì trước đây là sẽ phải chờ đợi khá lâu ít nhất là hai giới chức của tòa bạch ốc đã xác nhận cái xác định này, trong đó là họ nói rằng là một phần trong việc mà ông Joe Biden cố gắng giải quyết tình trạng quan liêu trong các cơ quan của chính phủ liên bang, đặc biệt là người dân rất bất mãn khi mà họ gọi vào hoặc là họ gửi email vào hoặc là fax vào thì họ chờ đợi rất lâu để gặp gỡ được tất cả những nhân viên của liên bang giải quyết vấn đề của họ. Tòa bạch ốc hy vọng rằng việc cải thiện này sẽ giúp đỡ cho người dân có được cái uh, tiết kiệm thời gian và tạo lại cái niềm tin cho chính phủ trong lúc mà uh, có nhiều người dân đã than phiền bởi vì các chính quyền cả liên bang làm việc rất quan liêu và mất thời gian rất nhiều. Đây được xem là một trong những cái uh, cải cách về cái cách làm việc của các cơ quan trong chính quyền liên bang của ông Joe Biden. Xác lệnh này đã được ký ngày hôm nay theo xác nhận của ít nhất là hai giới chức giấu tên trong tòa bạch ốc chúng tôi đang cố gắng để thực hiện cái là việc này và chúng tôi cố gắng để mà thúc đẩy là nhằm đơn giản hóa các cái thủ tục không cần thiết ở trong cái cơ chế của chính quyền liên bang. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất mà ông Joe Biden ký xác định dành cho việc mà giải quyết tất cả những cái khó khăn của người dân trong việc mà khi mà họ tiếp xúc với lại các nhân viên của chính quyền liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Ông biden cương quyết là sẽ thực hiện cái uh, ngân sách BBB của ông ta sau khi có bản báo cáo của CBI cho thấy rằng là mức lạm phát đã lên tới 39 năm cao nhất từ trước tới nay. Chính quyền của biden đang tìm cách gọi là uh, thúc đẩy cái uh, kế hoạch của ông ta là cái ngân sách BBB giữa lúc mà cái uh, bản báo cáo mới nhất về chỉ số tiêu thụ của Bộ Lao động đưa ra cho thấy rằng là mức lạm phát của Hoa Kỳ đã lên tới gần uh, cao nhất gần 40 năm qua. Tòa Bà Đốc đang đối diện với sự chỉ trích nặng này sau khi có báo cáo cho thấy là thị trường tiêu thụ, giá cả tiêu thụ đã tăng 6.8% trong năm nay tính cho tới tháng 11. Và con số này được xem là cao nhất kể từ năm 1982 và so với lại tháng 10 là 6.2% và bây giờ là 6.8%. À, việc này đã khiến cho chính quyền của Joe Biden đã phải lung túng đối phó và phải đối diện với nhiều chỉ trích và mức lạm phát đã nhảy lên 6.8% giữa lúc mà chính quyền của Joe Biden và Harris vẫn tiếp tục thúc đẩy chính sách để mà có thể thực hiện các cái hệ sự tiêu xài của họ. Đó là lời phát biểu của ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas viết trên Twitter và giá cả vẫn tiếp tục tăng. Tất cả thành viên đảng Dân Chủ vẫn muốn chi ra hàng ngàn mỹ hàng ngàn tỷ mỹ kim của những người trả thuế. Đảng Dân Chủ đã tạo ra cơn khủng hoảng về lạm phát và các gia đình Hoa Kỳ cần phải điều chỉnh chuyện này đó là lời phát biểu của ông Michael Adam được xem là một chủ tịch của một cái quỹ ban đặc trách về truyền thông của đảng cộng hòa trên toàn quốc và hôm nay tất cả những cái áp lực về kinh tế cho thấy chính quyền của Joe Biden vẫn chưa có một giải pháp nào đưa ra cái việc này trong cái đó thì chính quyền Joe Biden cho biết rằng là họ đang thúc đẩy cái BBB tức là cái ngân sách cải tổ xã hội trị giá 1.750 tỷ Mỹ kim vốn đã được thông qua tại Hạ viện và ông ta cho rằng ngân sách này sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế ông ta cho biết rằng cái ngân sách bill Better tức là bbb là một cái uh, giúp cho cái uh, các cái người dân ở hoa kỳ có thể giảm đi tất cả những chi phí tuy nhiên phía đảng cộng hòa cho biết là cái ngân sách này không những là nó đẩy cái nợ trần quốc gia lên cao đẩy cái sụp sự thâm hụt về ngân sách mà ngược lại nó không giảm được cái vấn đề lạm phát giá cả vẫn tăng cao trên toàn Hoa Kỳ giữa lúc mà người dân Hoa Kỳ đang đi vào cái mùa lễ và trong cái bản báo cáo mới nhất CPI của Bộ Lao động, tức là chỉ số của giới tiêu thụ thì một cô giám đốc của Hội đồng cố vấn về an ninh quốc gia là Prayandis cho biết rằng là sẽ có mức giảm thiểu vào giữa năm 2022. À, cho đến là sau đó nếu như mà có thể thông qua được cái ngân sách BBB. Tuy nhiên thì phía Đảng Cộng Hòa phản đối cái quan điểm này và cho rằng nếu mà chi xài thêm hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, chưa chắc đã trận được lạm phát, ngược lại còn đẩy cái nợ công quốc gia lên cao hơn và khiến cho tình trạng thâm tủng ngân sách nặng nề hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đài truyền hình cánh tả CNN Loan Báo, bà Nancy Pelosi, vẫn tiếp tục lãnh đạo khối dân chủ tại Hạ viện cho ít nhất là tới năm 2022. Chủ tịch của Hạ viện là bà Nancy Pelosi dự tính là sẽ ở lại quốc hội cho tới sau cuộc bầu cử năm 2022, tức là cuộc bầu cử giữa mùa, có nghĩa là bà ta vẫn tiếp tục duy trì cái vai trò lãnh đạo đại dân chủ tại đây theo chương trình của bà đài CNN, bà Pelosi dự tính là sẽ tái tranh cử trở lại, trong khi những cuộc tin trước đó cho rằng bà ta sẽ về hưu và cả rời khỏi cái quốc uh, hội. Tuy nhiên, trong cái bản báo cáo mới nhất của CNN cho biết bà này vẫn tiếp tục quyết định là sẽ ở lại cho đến sau cái mùa bầu cử năm 2022. Đảng dân chủ đã có những cái uh, thông tin được xem là họ hỗn loạn ở trong cái việc mà bà Nancy Pelosi có tiếp tục tranh cử vào năm 2022 hay không? Tuy nhiên thì uh, nhiều thành viên đảng dân, dân chủ vẫn muốn bà à, Nancy Pelosi là phải dọn đường cho những lãnh đạo trẻ hơn của đảng dân chủ. trong khi đó thì họ e ngại rằng những à, thành viên trẻ của đảng dân chủ lại quá cực tả tức là đã thúc đẩy những chính sách được xem là à, xã hội chủ nghĩa và có thể gây à, tác hại lớn cho đảng dân chủ trong mùa bầu cử này bà Nancy bà được xem vẫn là một lãnh đạo của đảng dân chủ tại hạ viện và bà ta được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất à, cho tới giờ phút này thì à, lực lượng trẻ và lực lượng xã hội chủ nghĩa đang tìm cách lật đổ các quyền lực của bà ta ngay trong đảng dân chủ để à, để mà họ có thể thực hiện những chính sách của họ tuy nhiên bà Nancy bà thì vẫn duy trì và bà ta cho rằng nếu tiếp tục ở lại cái cương vị của à, lãnh đạo đảng dân chủ ở tại hạ viện ít nhất đảng dân chủ sẽ không bị chia rẽ bởi khuynh hướng cực cực tả cấp tiến và khuynh hướng được xem là dung hòa ở trong Đảng dân chủ. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của đài truyền hình CNN liên quan tới bà Nancy Pelosi. Và đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Đầu tiên hết là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên tiếng chỉ trích Ủy ban tổ chức giải Olympic quốc tế IOC và các công ty được xem là lớn nhất trên toàn cầu vẫn tiếp tục hỗ trợ cho giải Olympic diễn ra tại Bắc Kinh. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong ngày Chủ nhật đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cơ quan quỹ ban được quỹ ban đặc trách về tổ chức Olympic quốc tế cùng với lại các cái công ty thương mại lớn trên toàn cầu khi mà họ vẫn tiếp tục ủng hộ cho giải Olympic mùa đông diễn ra tại Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Fox News, ông Pompeo kêu nó nói rằng đây là điều thấy rõ ràng là họ không có một cái sự tôn trọng đối với quyền con người và họ tiếp tục hỗ trợ cho một chế độ độc tài toàn trị và có những hành động đàn áp nhân quyền và giữ hàng triệu người ở trong các trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc và trong đó ông nói rằng chúng ta đã giảng dạy cho con em của chúng ta những người trẻ của chúng ta và những vận động viên tài năng của chúng ta về quyền tự do ngôn luận và bây giờ họ lại tới Trung Quốc để tiếp tục tham dự điều này trong khi đó, ít nhất có một người đã từng lên tiếng à, bảo vệ cho Tây Tạng và tự do cho Tây Tạng hoặc là à, nói tốt cho những người Hồng Kông hoặc là nói rằng tôi ủng hộ cho Đài Loan thì họ sẽ không có được cái à chiếu kháng nhập cảnh để mà làm làm việc hoặc là uh, tranh tài tại trung quốc họ có thể sẽ bị kẹt lại ở trung quốc nếu như họ nói những điều gì mà đi ngược lại với cái khuynh hướng của đảng cộng sản trung quốc và họ sẽ bị chụp mũ cho cái tội là đe dọa an ninh quốc gia đồng thời ông chỉ ra cho thấy là các công ty của hoa kỳ đã có thái độ đạo đức giả những công ty của hoa kỳ cần phải hiểu rằng họ đang uh, kinh doanh và họ đã làm giàu và họ đã có khả năng tài chính là nhờ cái thị trường tiêu thụ của giới tự do nay họ vẫn tiếp tục uh, tham lam và tham can dự vào cái thị trường trung quốc bằng cách là họ tìm cách quảng bá công ty của họ trong cái giải olympic được diễn ra tại bắc kinh chúng ta cần phải thách thức đảng cộng sản trung quốc ở trên các mặt trận này và các công ty cần phải hiểu rõ, ngoài trình lợi nhuận ra, nó còn có quyền con người, họ cần phải hiểu rõ và họ cần phải tôn trọng. Và tốt nhất là họ không nên hỗ trợ cho giải Olympic diễn ra tại Bắc Kinh năm 2022. Đây là lời cáo buộc mạnh mẽ của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Và ông cho rằng các công ty này đang tiếp tay cho nhà nước độc tài toàn trị của Cộng sản Trung Quốc, tiếp tục đàn áp về nhân quyền với người dân và có những thái độ ăn hiếp những quốc gia nhỏ ở xung quanh. Đó là lời khẳng định của cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong cái khi đó thì Hoa Kỳ cho biết là sẽ gia tăng 12.6 triệu Mỹ kim cho các cái dự án được xem là cao tốc trên biển tức là những cái uh, Marine Highway Bộ uh, giao thông vận tải của Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu cho biết là họ đã trao ra 12.6 triệu Mỹ kim để cung cấp cái việc mà xây dựng cái đường hàng hải với tốc độ cao uh, để cải thiện tất cả những cái uh, hệ thống được xem là vận chuyển nhằm cung ứng đầy đủ cái nguồn nguyên liệu cho Hoa Kỳ. Bộ trưởng ta của giao thông vận tải là ông Pete Buttigieg trong một bản statement bên cho biết ngân quỹ này sẽ giúp cho chúng ta có đầy đủ tất cả các mặt hàng giữa lúc đang bị thiếu hụt. Đó là lời phát biểu của ông. Ngân sách này nằm trong cái ngân sách 1.000 tỷ Mỹ Kim mà ông Joe Biden đã ký thành luật vào tháng tháng trước, trong đó là cam kết cung, cung cấp 25 triệu Mỹ Kim để ủng hộ cho việc giải quyết cái đường à, di chuyển nhanh chóng ở trên mặt biển vào ngày thứ sáu. Tổng cộng là phía quốc hội đã chi ra khoảng 17 tỷ Mỹ Kim để mà tái tân trang lại tất cả các bến cảng của Hoa Kỳ, nhiều bến cảng, nhiều cây cầu đã có giới hạn sau khi mà nó đã có một thời gian dài hoạt động trên 100 năm và việc này đã cũng ảnh hưởng rất nhiều cho việc vận chuyển các hàng hóa tại Hoa Kỳ và Marine Highway chương cái chương trình này tức là cái chương trình dành ra cái đường biển mà với tốc độ nhanh để có thể giúp cho người dân Hoa Kỳ có đầy đủ tất cả những mặt hàng giữa lúc mà đang tình trạng khó khăn về thiếu hụt và cái Gương sáng này bao gồm luôn 1.4 triệu Mỹ kim để cung cấp cho việc mà xây dựng lại một cái cầu lớn ở tại Kentucky cái cầu này được xem là khá quan trọng và nó là cái cầu bằng thép vốn đã bị cũ kỹ và nó sẽ nối liền các tiểu bang từ Kentucky ở bến cảng Cincinnati ở phía bắc của Kentucky và nối liền qua tới tiểu bang Indiana ngoài ra một triệu Mỹ Kim cũng được cung cấp cho tiểu bang North Carolina để có thể uh, tạo lại tất cả những cái kho chứa hàng của họ và kể cả việc mà xây dựng và tái sửa chữa lại một bến cảng ở Virginia. À, đây là được xem là một trong những cái ngân sách đã được đưa ra riêng tại thành phố Houston. Thì uh, dự án này sẽ chi ra 3 triệu Mỹ Kim để có thể uh, tái lập lại một ít nhất là một cái uh, hệ thống di chuyển cho khoảng 56.000 cái container mỗi một năm tấp vào bến cảng của thành phố Houston và Virginia Pork thì nhận được 3 triệu Mỹ Kim tức là ở tại bến cảng của Virginia cũng nhận được 3 triệu Mỹ Kim để thực hiện các dự án này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì dân biểu Gomer đã lên tiếng cho rằng việc tẩy chay ngoại giao đối với Bắc Kinh vẫn không gây ra một tác hại lớn. Dân biểu Louis Mortner thuộc đảng Cộng hòa tại Texas cho biết việc tẩy chay ngoại giao của giải Olympic năm 2022 tại Bắc Kinh là không có tạo ra nhiều khác biệt trong việc mà buộc à, Trung Quốc phải tuân thủ về nhân quyền và sẽ làm mất thời gian rất là nhiều. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có cái điều à, có thể tạo được sự khác biệt khi tẩy chay về ngoại giao. Họ vẫn tiếp tục có những kỳ thị và lạm dụng đối với những người dân mà có ý tưởng khác biệt với họ. Ông Gomer đã phát biểu trên à, truyền thông như trên. Hoa Kỳ trong ngày 6 ta cho biết là họ sẽ không gửi bất kỳ, một phái đoàn hoặc một viên chức ngoại giao nào tới Bắc Kinh để dự à, cái lễ khai mạc và bế mạc cũng như toàn bộ cái giải Olympic mùa đông năm 2022 và chỉ ra cho thấy rằng Bắc Kinh đã có hành động tạo ra cơn khủng hoảng nhân quyền ở tại Tân Cương à, cùng một lượt thì các quốc gia khác có à, Australia, có Canada, có à, Vương quốc Anh cũng đã à, thông qua và cũng đã có cái hành động tẩy chay ngoại giao với lại phía Trung Quốc trong lần này. À, trong khi đó thì à, ông Gomer cho biết là chúng ta đã từng đề, đề tên của ông Jimmy Carter, một trong những à, tổng thống của ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong vấn đề đối ngoại và ông ta đã làm à, nhiều hơn so với ông Joe Biden. Và tôi nghĩ rằng là ông ta có thể à, thực hiện những chính sách này. Ông nhắc lại năm 1980 thì ông Jimmy Carter đã kêu gọi tẩy chay cái việc mà giải Olympic mùa đông diễn ra tại Bắc Kinh ở tại Moscow trong đó thì 60 quốc gia đã tham gia cùng với Hoa Kỳ để mà tẩy chay cái việc mà cái việc mà tổ chức Olympic tại Moscow sau khi mà phía của chính quyền Xô Viết đã xâm lăng ở khu vực Afghanistan năm 1979 và cuối cùng quý vị thấy là tổ nước Nga chả có tổn thương gì cả thời điểm đó và chúng ta thấy rằng là tất cả các vận động viên của chúng ta lại bị tổn thương bởi vì hành động này nó chưa đủ và nó không có mang lại kết quả nào chúng ta cần phải có một thái độ quyết liệt và cụ thể mạnh mẽ hơn thay vì chỉ là tẩy chay ngoại giao đây là lời phát biểu của ông gomer đưa ra ngay sau khi mà ông joe bên tuyên bố là tẩy chay ngoại giao đối với giải olympic diễn ra tại bắc kinh cùng một lượt thì khối g7 đã bắt đầu gia tăng cái mức lo ngại của họ về việc trung quốc đã có những chính sách ăn hiếp về kinh tế và lạm dụng nhân quyền khối G7, các ngoại trưởng của họ nhóm họp từ ngày 12 tháng 12 vừa qua ở tại Anh đã đặc biệt lên tiếng lo ngại về việc Trung Quốc đã có những chính sách ăn hiếp về kinh tế với những quốc gia khác. Đồng thời, chế độ Cộng sản Trung Quốc này đã có những cái hành động được xem là phát triển quân sự tại khu vực Biển Đông và vấn đề vi phạm nhân quyền ở tại Tân Cương trong cuộc họp của họ đối với lại các quốc gia ở tại khối ASEAN. Ngoại trưởng của Anh là bà Liz Truss người đã chủ trì cái phiên họp này à, thảo luận về vấn đề trung quốc đang tìm cách gọi là có những cái thách thức đối với toàn cầu bao gồm vấn đề nhân quyền tại hồng kông và cái việc mà trung quốc đã à, phản đối các cái à hội nghị về dân chủ và vấn đề của Tân Cương cũng như cáo buộc là người Duy Ngô Nhĩ đang bị bức hại. Trong một bản statement đưa ra, bà Trust cho biết rằng các bộ trưởng đã nói về tầm quan trọng của hòa bình ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan, đặc biệt là đưa ra cái tình trạng mà Trung Quốc đang tăng cường mạng lưới quân sự của họ trên biển Đông và đã có những cái hành động ăn hiếp những quốc gia láng giềng bằng cái quyền lực kinh tế. Khối chi 7 gồm các quốc gia Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Ý, Đức và Nhật Bản cùng với các đối tác của họ là các quốc gia nằm trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là khối ASEAN gồm 10 quốc gia đã tái xác nhận là tiếp tục thực hiện và ủng hộ cho cái tiến trình tự do hàng hải và mở rộng trên khu vực biển Đông. Ngoài ra các bộ trưởng cũng kêu gọi phía Bắc Hàn là phải chấm dứt tất cả các hành động khiêu khích và quay trở lại tiến trình ngoại giao để chấm dứt cái cuộc gọi là căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi thúc giục nhà nước của Bắc Hàn là phải tôn trọng quyền con người đồng thời giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn động khối chia seven đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy cái việc mà iran có những cái thỏa thuận về à, nguyên tử đối với lại các quốc gia cường quốc trên thế giới đồng thời cùng lục lược thì ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ấy, ngoại trưởng của Nhật Bản là ông Yoshimasa Hayashi cùng với lại đối tác của ông là ngoại trưởng Úc là bà Maris Payne cho biết đôi bên sẽ thúc đẩy các việc mà gọi là chiến lược đặc biệt về đối tác ở mức độ cao cấp nhất để mà bảo vệ cái quyền tự do hàng hải và mở rộng tại khu vực Indo Pacific mà trong đó là sẽ thực hiện tất cả những cái cuộc hợp tác mới. Đây được xem là một trong những cuộc họp quan trọng của khối G7. Trong đó các vấn đề được nêu bật lên là vấn đề của Ukraine, Nga vấn đề mà Trung Quốc đã sử dụng cái kinh tế của họ để ăn hiếp tất cả những quốc gia xung quanh khi mà những quốc gia này chống đối lại việc mà Trung Quốc đang có sự banh trướng tại quân sự ở tại khu vực. Cùng một lượt thì các quốc gia này cũng đã ra một cái thông cáo chung liên quan tới vấn đề mà bức hại nhân quyền của Trung Quốc tại Tân Cương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế cũng như của Trung Quốc và được xem là bản tin hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong đó là Bộ Quốc phòng Đài Loan lên tiếng cảnh cáo các cuộc tập trận của lực lượng PLA, tức là quân đội Cộng sản Trung Quốc, có thể sẽ biến thành cuộc tấn công thật sự nhắm vào đảo quốc Đài Loan. Đây là bản cả lời cảnh báo mới nhất. Các cuộc tập trận thời gian gần đây của lực lượng quân sự PLA, tức là quân đội Cộng sản Trung Quốc, và những cuộc tập trận này sẽ bất ngờ biến thành những cuộc tấn công thật sự để xâm chiếm đảo quốc Đài Loan. Đó là lời cảnh báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đưa ra. Và biến chuyển này diễn ra giữa lúc mà Bắc Kinh tuyên bố là họ sẽ có mục tiêu gọi là thống nhất Đài Loan từ đây cho tới năm 2025. Theo tường trình của phía Trung Quốc cho biết và bản báo cáo này nói rằng là lực lượng PLA vẫn tiếp tục là có những cái cuộc tiếp cận và tập trận và những cuộc tập trận này dường như là bắn đạn thật và dường như các cuộc tập trận này chỉ là cái bình phong bề ngoài và để chuẩn bị sẵn sàng tấn công Đài Loan trong các cuộc tập trận này. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của phía Bộ Quốc phòng Đài Loan và trong đó Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan là Chiu Ku Chen lên tiếng cho biết là phía Trung Quốc đang tăng cường rất nhiều các cuộc tập trận và họ có thể mượn danh các cuộc tập trận này để mở cuộc tấn công thực sự vào đảo quốc Đài Loan. BLA vẫn đang đưa ra tất cả những cái chiến lược quân sự của họ gồm có việc mà đưa cả Dương Vận Hạm từ ở khu vực Bộ Chỉ huy miền Đông xuống khu vực của đảo Hải Nam gần như là để vây chặt Đài Loan. Và trong đó gần như mỗi cách 3 ngày thì ở khu vực Quảng Châu lại có một cuộc tập trận một lần và tiếp tục xâm nhập cái vùng nhận dạng phòng công của Đài Loan. Những dấu hiệu này phía Bộ quốc phòng Đài Loan đưa ra cho thấy là rõ ràng phía Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ và sẽ mượn danh các bình phong của các cuộc tập trận và sẽ tấn công bất ngờ gây bất ngờ cho Đài Loan và các đồng minh của Đài Loan. Việc này đã được đưa ra sau khi mà có những hình ảnh vệ tinh chụp xuống cho thấy là PLA đã cho nâng cấp rất nhiều những đường phi đạo ở những cái phi trường ở dọc biên giới đối diện với Đài Loan khu vực của tỉnh Phúc Kiến. Trong đó nhiều phi đạo đã được mở rộng đã được tân trang và giúp cho các chiến đấu cơ có thể cất cánh một cách mau hơn những hình ảnh vệ tinh này được cái tổ chức chiến lược từ Nhật Bản chụp xuống cho thấy là Bắc Kinh đang chuẩn bị tất cả các cái đường hàng hải và đường hàng không để mà nhắm vào đảo quốc Đài Loan và cái tiến trình mà xâm chiếm Đài Loan này có lẽ sẽ diễn ra một cách bất ngờ. Đảo quốc này đang có một cái ngân sách quốc phòng là 237.3 tỷ đài tệ, tức là khoảng 8.54 tỷ Mỹ Kim để gia tăng cái khả năng quốc phòng của hải quân, của không quân và kể cả hệ thống hỏa tiễn của họ. Tuy nhiên, thì phía Đài Loan cho biết họ sẽ tăng cường cái ngân sách quốc phòng trong năm 2022 để đối phó với những sự đe dọa trực tiếp từ phía Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, ông ngoại trưởng Hoa Kỳ đang có mặt ở tại khu vực Đông Nam Á để bắt đầu có những cái hợp tác sâu rộng hơn nhằm đẩy lạ đẩy lùi tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Chính quyền của Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy việc hợp tác về an ninh và quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á trong chuyến viếng tâm của ông Anthony Blinken tới khu vực Á Châu. Bản tin mới nhất cho biết là ông Anthony Blinken đã có mặt tại Indonesia, thủ đô của Jakarta của Indonesia ngày hôm nay và sau đó ông ta sẽ bay qua Malaysia cũng như Thái Lan trong cái chuyến đầu tiên tới á châu kể từ khi mà ông joe biden lên nhận chức vào tháng giêng các quốc gia đông nam á đã trở thành một cái chiến lược và một cái cuộc đối đầu gây gắt giữa hoa kỳ và trung quốc trong đó xem là cuộc đối đầu này khi mà trung quốc đã bắt đầu có những cái hoạt động quân sự ở trên biển đông và gia tăng cái áp lực đối với đảo quốc đài loan nơi mà cả bắc kinh cho rằng là lãnh thổ của họ ông Anthony Blinken cho biết là ông sẽ theo đuổi cái mục tiêu của ông Joe Biden là sẽ tiếp cận lại với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là khối ASEAN ở tất cả các cái mức độ khác nhau tập trung gia tăng về cái mạng lưới gọi là cấu trúc lại cái an ninh ở khu vực cũng như đối diện với sự ăn hiếp của cộng sản Trung Quốc và thảo luận về việc mà bảo vệ cái đường hàng hải Indo-Pacific và đặc biệt là thúc đẩy các viên chức hàng đầu tại Á Châu để có thể tiếp cận lại với các quốc gia tại đây. Cùng một lượt thì nhân vật số 3 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Daniel Christian Prin đã có mặt ở tại khu vực này cùng với lại ông Anthony Blinken trong chuyến đi này và chính quyền của Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy sự hợp tác với các quốc gia tại Đông Nam Á để đẩy lùi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang khống chế ở khu vực này. Đây được xem là chuyến đi khá quan trọng của ông Anthony Blinken nhằm kết nối lại hợp tác an ninh và kinh tế giữa Hoa Kỳ cũng như các quốc gia tại khối Đông Nam Á mà trong đó Hoa Kỳ cam kết sẽ tái đầu tư và cấu trúc lại cái hạ tầng cơ sở về quan hệ giữa Hoa Kỳ với các quốc gia Đông Nam Á vốn đã bị lạnh nhạt trong nhiều năm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của khu vực Á Châu. Trong khi đó, Nhật Bản chính thức đã không gửi một cứ một viên chức nào tới tham dự giải Olympic mùa đông của Bắc Kinh, một hình thức được xem là ủng hộ cho cái phong trào tẩy chay của Trung của Hoa Kỳ. Nhật Bản cho biết là họ sẽ không gửi bất kỳ một à, bộ trưởng nào trong nội các của họ để tham gia vào trong cái giải Olympic diễn ra tại Bắc Kinh và gần như họ đã chọn đứng về phía của Hoa Kỳ trong việc tẩy chay cái giải Olympic này theo lời kêu gọi của Hoa Kỳ. Hành động của Nhật Bản được đưa ra cùng một lượt với lại Úc, Anh, Canada và kể cả New Zealand. Trong đó thì New Zealand cho rằng họ không gửi ra các viên chức ngoại giao tới vì vấn đề của đại dịch. Trong khi đó thì à, một trong những nhân vật được xem là chủ tịch của quỹ hội tổ chức giải Olympic tại Tokyo à, cho biết rằng là ông cũng đã sẽ duyệt xét lại việc mà sẽ không có mặt mặc dù đã có lời mời của IOC tức là quỹ ban Olympic quốc tế mời ông tham dự tuy nhiên ông vẫn đang duyệt xét lại chuyện này trước khi mà đưa ra quyết định trong khi đó thì chính quyền của ông Kishida tức là của ông thủ tướng Nhật Bản cho biết là sẽ không gửi bất kỳ một viên chức ngoại giao nào hoặc là một viên chức nào trong nội các của ông đến tham dự vào cái về cái lễ gọi là khai mạc và của Trung Quốc trong cái gì cái uh, Olympic mùa đông diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 4 tây tháng 2 năm 2022 đây được xem là một trong những quyết định khá mạnh mẽ của Nhật Bản nhằm đứng chung với Hoa Kỳ để mà tẩy chay giải Olympic mùa đông ngược lại thì uh, ngược lại với Nhật Bản thì tổng thống Nam Hàn tuyên bố là sẽ không tẩy chay ngoại giao với lại ở giải Olympic mùa đông Tổng thống Nam Hàn ông Moon Jae-in đã lên tiếng cho biết là quốc gia của ông sẽ không đi theo cái chiến dịch do Hoa Kỳ dẫn đầu là tẩy chay cái giải Olympic năm 2022 tại Bắc Kinh và Nam Hàn cho biết là đã có những cái hành động và yêu cầu phía Trung Quốc là phải giúp làm sao giải giải tỏa bớt cái vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chúng tôi đã không nhận được bất kỳ một cái yêu cầu nào từ những quốc gia khác bao gồm cả Hoa Kỳ để có cuộc tẩy chay ngoại giao và chúng tôi sẽ không diệt xét tới việc tẩy chay ngoại giao này ông Moon đã trả lời với lại các thông tín viên trong lúc mà ông đang có cuộc họp với lại thủ tướng của úc là Scott Morrison vào sáng ngày hôm nay thứ hai việc tẩy chay ngoại giao này đầu tiên là được Hoa Kỳ thúc đẩy và sau đó các quốc gia gồm có à, úc anh, Canada, Louisiana, New Zealand và Nhật Bản đã tiếp theo cái phía Hoa Kỳ đã tẩy chay ngoại giao. Tuy nhiên thì ông Moon cho biết rằng Nam Hàn vẫn đã thúc đẩy những giá trị với các đồng minh. Tuy nhiên thì ông ta vẫn mong muốn rằng sẽ gìn giữ cái hòa bình và an ninh ở khu vực đặc biệt là ông ta đang tập trung vào cái hòa bình ổn định của khu vực bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi đã có những nỗ lực tích cực với Trung Quốc để mà phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và việc tẩy chay này thì nó không có lợi cho cái công việc tiến trình của chúng tôi thúc đẩy cái hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Do đó thì Nam Hàn sẽ không đứng chung với các quốc gia khác để kêu gọi và tham gia cuộc tẩy chay này. Đây là lời khẳng định của ông Moon Jae, tổng thống cánh tả của Nam Hàn và điều này cho thấy là trong tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ thì Moon Jae đã bắt đầu có thái độ phản phé và không muốn tham gia vào bất cứ một cái gì theo lời yêu cầu của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi đọc qua comment và thảo luận, vẫn đưa hai cái thông báo. Thứ nhất, những cái chương trình của Phong mà không up được lên trên cái channel chính thì quý vị qua cái channel phụ, tức là nó có cái logo channel phụ ngay trên cái channel của Phong. Quý vị bấm vào đó sẽ nhảy qua cái channel phụ, trong đó có đầy đủ tất cả những cái bản tin cần thiết mỗi ngày mà Phong vẫn đưa tin cho quý vị mà không lên được channel chính. Mong rằng quý vị qua bên đó xem lại. Thứ nhất, thứ hai là giúp dùm phong share cái channel phụ đó ra cho bạn hữu ở khắp nơi trên mạng xã hội hoặc là trên hệ thống email toàn cầu để những bạn hữu những người bạn của mình ở xa mà không biết được thì họ có thể vào trong đó để xem lại các cái bản tin tức mới nhất của Phong mỗi một ngày nếu nó không lên được channel chính đó là thông báo thứ nhất và thông báo thứ hai vẫn là cái show huyền thoại với các huyền thoại âm nhạc Việt Nam Cánh Hà, Thanh Lan, Chế Linh, Hương Lan, Phượng Mai đúng ngày 25 tây tháng 12 tại Baby Club là ngày Christmas ở tại thành phố Houston à, vé đang có bán trước ở tại cơm gà Houston mong rằng tất cả khán giả ở Houston và các vùng phụ cận cũng như là các khu vực ở Texas có thể tới thành phố Houston chơi à, có thể tham gia vào cái chương trình này và hỗ trợ cho Phong và Phượng Mai lần đầu tiên đứng ra tổ chức cái giải cái chương trình văn nghệ này để có dịp chúng ta gặp gỡ nhau và lắng nghe những ca khúc huyền thoại một lần nữa vé đã có bán trước ở cơm gà hiếu tinh với số điện thoại ngay trên màn hình của họ của của quý vị là hai tám một tám năm bảy hai ba bảy bảy quý vị có thể gọi để đặt vé trước cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái uh, bản tin này và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha ok lướt qua những cái uh, lời chào hỏi của quý vị à bây giờ Đài Loan uh, nói trúng tim đen của cộng sản Trung Quốc dạ yeah. Tôi nghĩ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã đưa ra cái câu nói chính xác tại vì tôi cũng nói như vậy. Nếu mà họ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không và tập trận để đo lường từ tháng 9 năm ngoái thì à, mỗi tháng một lần thì mình thấy rằng là nó có thể là nó chỉ là cái cuộc đo lường. Nhưng mà cái mức độ thời gian gần đây nó nhiều hơn, rõ ràng không phải là đo lường nữa. Trung Quốc đang chơi giả mà thật, thật mà giả. Tức là lợi dụng các cái cuộc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không hay là các cuộc tập trận của họ bất ngờ tấn công thật đây là lời cảnh báo của bộ trưởng quốc phòng đài loan đó quý vị như vậy thì đài loan đang có nguy hiểm nha rồi à, tiếp tục à, đài loan trong tình trạng sẵn sàng trong tư thế đối đầu quân sự với china đúng bây giờ họ đặt trong tình trạng gần gần như là báo động ngày hôm nay là ông bộ trưởng quốc phòng nói như vậy có nghĩa là họ đang quan sát tất cả những cuộc tập trận của trung quốc đặc biệt là trung quốc có những cuộc tập trận ở cái bờ biển quảng châu rất gần với đài loan thứ hai là cuộc tập trận trên đảo hải nam ngay khu vực ở hoàng sa gần đảo đông sa thứ ba là cuộc tập trận ở khu vực à, gần thượng hải gần thượng hải tức là ở phía bắc của đài loan đó quý vị tất cả những cuộc tập trận này gần như là nó diễn ra cứ đôi ba ngày một lần thì điều này rõ ràng là bắc kinh đang lợi dụng các cuộc tập trận này làm cái bình phong để bất ngờ tấn công đài loan đây là cái lời cảnh báo mới nhất của ông à, bộ trưởng quốc phòng đài loan nha quý vị trung cộng lợi dụng tập trận đánh ra đánh bất ngờ Đài Loan kết thúc nhanh cuộc chiến tàu sẽ đạt được mục tiêu và đã hứa trong nước mà không thể không để cho cuộc chiến kéo dài ngăn Hoa Kỳ và đồng minh tham chiến mục đích của họ là như vậy nhưng mà giống như tôi nói hệ thống phòng thủ của Đài Loan họ có cái hệ thống báo động ở đó không những là báo động về bộ chỉ huy mà nó còn báo động trực tiếp từ ở các cái bờ biển của của Đài Loan tới tận Okinawa của Nhật, của Nhật Bản cho lực lượng quân đội Hoa Kỳ biết có nghĩa là cái hệ thống báo động đó là cùng một lượt nó send cái tín hiệu đi và cái tín hiệu đó là nó báo động hết cả các phía do đó thì chưa chắc Trung Quốc đã ngăn chặn được có thể là Trung Quốc sẽ bất ngờ tấn công Đài Loan từ phía nam rồi cái đưa quân ra trận tất cả chiến đấu cơ của Trung Quốc của nhờ của, của Hoa Kỳ từ phía bắc từ phía bắc của đảo quốc Đài Loan thì có thể cái kịch bản này xảy ra chứ không phải không Tại vì từ Okinawa mà bay qua bên Đài Loan ít nhất cũng phải mất 24 phút. Và lực lượng Trung Quốc có sẽ sẽ ngang chỗ này để chặn. Tại vì họ đang tập trận ở đây mà. Cùng một lượng mà họ tập trận như vậy thì chúng ta thấy là tình hình của Đài Loan có thể có khả năng nguy hiểm đó quý vị nha. Rồi tiếp tục. À... Wow. À... Tôi đang có muốn cuộc chiến để thay đổi trật tự thế giới. Cuộc chiến đó phải xảy ra tại Á Châu chứ đừng có xảy ra tại Âu Châu là phiền lắm nha. Iran còn trong quá trình nghiên cứu hỏa tiễn đạn đạo, còn thời gian dài mới hoàn chỉnh. Thật sự Iran đã bắt đầu thực hiện cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ và họ đã thành công một lần nào mà năm ngoái rồi. Năm ngoái họ đã bắn thành công cái hỏa tiễn đạn đạo rồi. Năm nay họ sử dụng hỏa tiễn để đưa vệ tinh của họ lên trên không gian vũ trụ. Trên bề mặt thì họ nói là và dành cho vấn đề dân sự và vệ tinh đó là phục vụ cho vấn đề dân sự. Nhưng mà chúng ta không biết được. Năm cái vệ tinh đưa lên thì bốn cái là dân sự, một cái tên quân sự thì làm sao biết được? cái này là đâu có ai giám sát được đâu nhưng mà hình ảnh satellite chụp xuống thì thấy rõ ràng là Iran đã có bắt đầu đưa những cái hỏa tiễn lên không gian vũ trụ họ đã thành công từ năm ngoái rồi quý vị nha rồi tiếp tục à, hy vọng trung cộng đánh luôn để giải quyết bài toán đài loan tôi cũng mong như vậy nhưng mà mình chưa biết được tình hình cục diện thì càng lúc nó càng nguy hiểm tôi nói cục diện càng lúc càng nguy hiểm hơn cho đài loan và chưa biết được là lúc nào trung quốc sẽ tấn công Bây giờ tẩy chay ngoại giao về giải Olympic Bắc Kinh Có nghĩa là Trung Quốc đã mất đi cái lực để, để tuyên truyền Ít nhất là từ đây tới ngày đó Không phải chỉ có 6 quốc gia này Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều quốc gia nhất là ngày hôm nay Nếu như hiệp uh, Liên Hiệp Âu Châu 27 quốc gia mà ra cái thông cáo chung Họ có thể đồng thuận với nhau được về vấn đề tẩy chay Thì coi như là Trung Quốc đã mất đi cái lực rất nhiều Họ không còn cái khả năng sử dụng cái giải Olympic này Để tuyên truyền bên ngoài và tuyên truyền bên trong nữa thì có khả năng là tập cận bình sẽ bắt đầu dứt khoát trong cái vấn đề mà ông ta khẳng định cái tư thế lãnh đạo của ông ta và chứng minh rằng là ông ta bảo vệ cho cái lãnh thổ lãnh hải của trung quốc bằng cách là tấn công đài loan nhưng mà tôi không biết là sự tấn công này nó sẽ toàn diện vào đảo quốc đài loan hay chỉ là những cái đảo do đài loan đang quản trị để coi như là lấy điểm với dân trung quốc và đo lường phía hoa kỳ và đồng minh thì chưa biết ví dụ như đảo đông sa hay là một số những cái đảo mà vắng người không có người ở mà đây nằm dưới sự quản trị của Đài Loan đó thì chưa biết được quý vị mình vẫn chưa biết được là lê như thế nào nhưng bản báo cáo ngày hôm nay của bên bộ phòng của Đài Loan thì là họ có thể lợi dụng các cuộc tập trận để mở cuộc tấn công bất ngờ nha rồi tiếp tục à wow nếu Trung Quốc cô lập được Đài Loan khi Obama còn đương nhiệm thì Trung Quốc đã làm rồi lúc đó khác Lúc đó, đó là bởi vì Trung Quốc tin tưởng rằng với cái sức mạnh kinh tế của họ, họ chưa cần phải à, à, chờ, bỏ nhiều tâm trí vào Đài Loan. Lúc đó và Đài Loan cũng đang thỏa hiệp, tức là họ sẵn sàng duy trì hiện trạng. Trước khi mà bà Thái Anh Văn lên năm 2016, tức là dưới thời Obama đó, thì lúc đó quý vị, à, các tổng thống trước đó của Đài Loan từ Trần Thủy Biển cho tới Mã Anh Cửu đều duy trì cái hiện trạng với Trung Quốc cho nên là Trung Quốc lúc đó họ tập trung vào phát triển kinh tế họ không có chú tâm nhiều trong vấn đề của Đài Loan nhưng mà kể từ khi bà Thái Anh Văn thắng cử lên bà tuyên bố Đài Loan độc lập thì lúc đó sự chú ý của Trung Quốc bắt đầu là hơi ớn rồi cộng thêm kinh tế đã bắt đầu tuột dốc rồi cộng thêm cái chiến dịch của Hoa Kỳ chuyển trục những điều này cộng lại khiến cho cái hồ sơ Đài Loan trở nên quan trọng hơn còn dưới thời Obama thì lúc đó quý vị Trung Quốc là đối tác kinh tế của Hoa Kỳ. Do đó, Trung Quốc không có nhu cầu gọi là à, khó khăn lắm với Đài Loan. Và Đài Loan lúc đó cũng duy trì hiện trạng, không muốn thay đổi. Còn sau năm 2016, khi bà Thái Anh Văn lên thì cái tình trạng nó đã thay đổi, khi bà tuyên bố một cách dứt khoát là Đài Loan là một lãnh thổ độc lập, không dính gì tới Trung Quốc hết nha. Yeah. Rồi tiếp tục à wow buổi nói chuyện có một người cây, ok rồi đừng nhắc đó cái đó chúng ta để dành cuối tuần đi nha thì thật sự hôm qua tôi có ghé bên cái chỗ của anh Ngô Tuấn Kiệt thì thật sự tôi cũng hơi bị sốc lần trước coi nhưng mà mọi người cũng hơi bị sốc là vì cái hãng của anh rất lớn cái hãng của anh là sản xuất những bộ phận dành cho vấn đề mà sản xuất về semiconductor tức là những cái máy móc mà để mà tạo ra những cái khuôn để sản xuất những cái semiconductor những cái con chip điện tử đó thì bây giờ là hãng của anh đã ký đã làm việc mấy, mười mấy hai chục năm nay với hãng Intel và mới đây nhất là bây giờ TSMC của Đài Loan đang mở một cái phòng cái công xưởng ở tại Arizona thì cũng đã bắt đầu có đơn đặt hàng đối với lại cái hệ thống mà gọi là cái khuôn mẫu của cái máy đó ở bên của anh Kiệt thì công ty này khá lớn công ty này lên đó tôi cũng hết rộng ở phim đó quý vị ở cách San Jose khoảng 15 phút thì tôi lên tôi cũng quý vị thấy là đó rất là lớn và cái dàn máy đó là khủng khiếp Nội cái tiền mà ảnh nhập nhôm công đó Là 4 triệu mấy Một tháng 4 triệu mấy tiền nhôm Cộng thêm đó là Ảnh có tiết lộ cho tôi đó Nội tiền nhân viên của ảnh không á Là một tháng gần 2 triệu Mỹ Kim Tiền nhân viên cho 500 nhân viên làm việc ở trong đó đó Vừa kỹ sư vừa những người assembly này nọ đó Tất cả hết đó là gần 2 triệu Mỹ Kim mỗi tháng đó Nha yeah. Rồi Wow À Đảng Cộng sản Trung Quốc từng làm như vậy với Philippines nên lãnh đạo Đài Loan cảnh báo quân đội nên cảnh giác và theo dõi từng bước cuộc tập trận của Cộng sản Trung Quốc để đề phòng. Gần như là Đài Loan họ có cái hệ thống bây giờ là báo động từng giây 24 trên 24. 24 trên 24 và cái hệ thống báo động đó là nó nó đi thẳng vào cái bộ tư lệnh của Đài Loan. Đồng thời nó cũng fit thẳng tới cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại Okinawa và quân đội của Nhật Bản luôn tức là họ tạo ra cái hệ thống đó báo động một lúc là hai ba nơi luôn để nếu như trung quốc mà có bất kỳ một hành động gì đó là tất cả các phía đều phản ứng kịp thời để ngăn chặn việc mà trung quốc bất ngờ tấn công nha yeah. rồi tiếp tục à mỹ không nói với nhân quyền ở việt nam không muốn đẩy việt nam đi theo trung quốc tầm bậy mỹ không nói với nhân quyền việt nam là bởi vì vì đảng dân chủ đã cover up đã che đậy và tôi đã từng giải thích trong cái bài nói chuyện của tôi uh, trong cái hưu tên nhật ký và cái chương trình đặc biệt rồi là tôi giải thích tại sao mà trong cái số những quốc gia bị trừng phạt xin về uh, kinh tế mà Joe Biden vừa công bố hồi tuần qua mà không có tên Việt Nam là bởi vì đảng uh, dân chủ họ có cái associate với đảng cộng sản Việt Nam từ trước thời từ trước cái năm 55 tức là từ cái thời chiến tranh đó do đó bây giờ họ họ không muốn gây tổn thương cho cộng sản Việt Nam bởi vì À, sẽ lòi ra những cái tội ác của họ với cộng sản Việt Nam đã đối xử với người dân miền Nam Việt Nam. Do đó tôi đã từng nói quý vị là nếu mà không thay đổi cái quy tắc ở bộ ngoại giao, đặc biệt là cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ và lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam đó thì tôi bảo đảm với quý vị, chờ thêm 100 năm nữa cũng sẽ không có một cái trừng phạt nào hết. Tại vì đám à, cái đám mà dân chủ ở đây đó, cái đám ở đây nó thỏa hiệp với cộng sản Việt Nam hết. 80% là họ thỏa hiệp hết nha. Rồi tiếp tục. Wow. À. Rồi à. à. Cái gì? Trung Cộng muốn lấy giả làm thật cùng thành cùng cùng thành công đảo của Việt Nam và Philippines. Đối với Đài Loan là bức tường lửa thì Trung Cộng cũng phải trả giá đắt. Thật sự quý vị, Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc luôn lợi dụng điều này. Quý vị còn nhớ là 74 họ chiếm Hoàng Sa là giữa lúc mà nội tình của Việt Nam rất căng thẳng trong cuộc chiến Việt Nam Cộng sản Bắc Việt tấn công ráo riết vào miền Nam Và miền Nam chống đỡ Do đó mặt trận ở ngoài biển đã lỏng đi Và họ chiếm được Hoàng Sa Năm 1988 Lợi dụng tất cả binh sĩ của Nga Và cố vấn của Nga Ở Cam Ranh vừa rút ra khỏi Việt Nam Thì Trung Quốc tấn công vào Trường Sa chiếm đảo Gạc Ma Rồi tới năm 2012 Thì lợi dụng Cái sự suy yếu của Obama Và lúc đó là tình hình đang hoa kỳ đang gặp đối phó với cái cơn khủng hoảng kinh tế thì trung quốc lại tấn công vào đảo Scarborough chiếm luôn cạo ở đảo bãi cạn Scarborough của philippines luôn và bây giờ họ lợi dụng cái suy hiếu của joe biden họ đang uy hiếp philippines ở cái đảo gọi là Thomas Reef tức là second Thomas Reef nơi mà họ đã từng chặn một cái tàu chở lương thực của philippines ở đây đó thì là họ muốn chiếm luôn chỗ này nhưng mà lần này thì bị hoa kỳ cảnh báo và báo động rồi họ không dám đụng thì bây giờ họ bắt đầu chuyển ra, bắt đầu là cái hồ sơ Đài Loan trở nên nguy hiểm hơn là như vậy nha. Rồi à kịch bản Trung Quốc tấn công Đài Loan sẽ dẫn tới chiến tranh toàn diện ở châu Á, dẫn tới xung đột Mỹ Trung và làm rung động thị trường thế giới. Chuyện này đương nhiên, nhưng mà không có xung đột không có mở rộng qua toàn Á Châu, mà chỉ tập trung cục bộ ở khu vực Trung Quốc thôi, Trung Quốc và à, và à, Đài Loan và Hoa Kỳ có điều nó có thể ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc tức là Bắc Hàn có thể sẽ lợi dụng để mà uy hiếp Nam Hàn và gây khó khăn cho Nhật Bản. Cũng như Nga có thể từ lợi dụng chuyện này để tấn công các cái đảo phía Bắc của Nhật Bản thì có thể. Nhưng mà khu vực Đông Nam Á thì nó sẽ không có gì để gọi là bùng nổ xung đột về vũ trang cả. Tại vì giữa Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia họ có tranh chấp về chủ quyền nhưng mà họ có không có xung đột vũ trang. Cho nên nó không thể mở rộng như đây được. Mở rộng là ở khu vực về hướng Bắc kìa là Trung Quốc mà tấn công Đài Loan thì có thể là Bắc Hàn sẽ gây khó khăn cho phía Nam Hàn và Nhật Bản. Rồi phía Bắc nữa là ở Bắc Thái Bình Dương, Nga có thể lợi dụng để tấn công một số đảo của Nhật Bản, lấy lại cái đảo đó đang nằm dưới sự quản trị của Nhật Bản nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. À. Cái gì đây? À hai channel của anh à, à, ok, thì tôi tôi nói quý vị, cái channel bên bên channel phụ vẫn bình thường. Quý vị vào trong đó quý vị coi lại tất cả các bản tin nó up lên rồi thì tất cả các bản tin vừa, vừa, trong tuần qua tôi đã đầy ở trên đó đầy đủ hết rồi để quý vị có thể theo dõi chứ nó không có bị gì hết riêng cái cái, cái livestream này của tôi ở bên channel chính đó thì sau khi livestream xong đó là tôi tắt cái livestream đó thì trên nguyên tắc ngày xưa đó khi mình tắt xong đó thì là nó tự động nó automatic nó cái robot nó làm việc thì mình có thể coi lại mà không bị cắt ngang còn bây giờ nó quý vị nó disappear luôn ngay cả cái trang content của tôi cũng không nhìn thấy nó luôn không nhìn thấy luôn Chứ đừng nói tới cái trang youtube bên ngoài của quý vị nữa Do đó chịu khó qua cái channel mới xem dùm Phong nha Rồi tiếp tục à Nếu chiến tranh xảy ra tôi tin Cộng sản tại Đông Á sẽ sụp đổ Không còn ai tin vào chế độ Cộng sản Vấn đề là không có Cộng sản Việt Nam không có sụp đổ Nó có gì để sụp đổ hết Trừ khi người dân ở tại đó họ đứng lên lật đổ thôi còn người dân dậm chân tại chỗ ngồi đó thì chả có gì ảnh hưởng tới Cộng sản Việt Nam hết nó vẫn tiếp tục cai trị không có gì khác biệt cả nha rồi tiếp tục à đài loan cảnh giác như vậy nếu trung cộng tấn công tôi e à, sẽ là một cuộc chiến khó khăn đối với trung cộng không dễ gì xơi được à, gân gà thì tôi nói quý vị đừng underestimate đài loan mặc dù cộng sản trung quốc có cái lực lượng quân sự khá mạnh đó nhưng mà đài loan đó để bảo vệ cho cái phần lãnh thổ của họ thì à, trong vòng vài tuần lễ tôi nghĩ là không thành vấn đề với đài loan trung quốc muốn nuốt đài loan trong vòng vài tiếng hồ không dễ dàng mà nếu mà kéo dài trong một ngày thôi là lực lượng tiếp ứng đã có mặt rồi là coi như trung quốc chưa chắc làm được cái gì mà lực lượng đài loan bây giờ đó để chống trả trung quốc trong một vài tuần đó thì tôi nghĩ rằng họ dư khả năng cuộc chiến mà kéo dài thì đương nhiên họ không có chịu nổi trung quốc quá mạnh về quân sự và đông mà thì chưa chắc họ chịu nổi nhưng mà chống chọi trong một vài tuần lễ thì tôi nghĩ đài loan dư khả năng này nha rồi tiếp tục. À, có thể Trung Quốc lợi dụng Tết Nguyên Đáng này tấn công Đài Loan, anh Phong ạ? À. Anh có nghĩ vậy không? Chưa biết được. Cho tới giờ phút này tôi nói là in the Tại vì Tết Nguyên Đáng là như là mười mấy tây tháng 2. Lúc đó vẫn còn nằm trong cái giải Olympic. Giải Olympic kéo dài từ ngày 4 tây tháng 2 cho tới ngày 20 tây. Thì trong cái khoảng này là cái thời gian khoảng thời gian mà Tết Nguyên Đáng đó. Thì tôi không biết được là Trung Quốc có làm hay không. Tại vì họ đang tổ chức giải Olympic. Tôi không nghĩ rằng là họ có đủ thời gian và gây ra một cái chuyện bất lợi cho họ là tấn công trong cái dịp này. Tại vì từ 4 tây tháng 2 cho tới ngày 20 tây là giải Olympic tour Trung Quốc tổ chức. Thì đây là cái thời gian cũng là cái Tết nguyên đáng. Do đó chưa chắc đâu nha. Rồi. Nếu Trung cộng lấy giả làm thật khó đỡ cho Đài Loan không thì tôi nói là họ báo động. Khi mà Bộ Quốc phòng họ báo động, tức là họ đã có cái đề phòng họ đã có đề phòng và họ đã quan sát rồi cho nên đó là cũng khó mà có thể mà tấn công được đài loan lắm nha tổng thống moon của nam hàn có vẻ là người thiên tả thì ông ta thiên tả tôi nói quý vị rồi ông moon jae là một tổng thống cánh tả do đó ông ta associate rất nhiều với trung quốc và ngày hôm nay ông ta tuyên bố ông ta không có tẩy chay giải olympic mùa đông ở tại bắc kinh trong khi đồng minh của hoa kỳ những quốc gia là nằm trong khối ngũ nhãn hay là nhật bản đều đã tẩy chay nhưng mà moon Jae-in không tẩy chay thì quý vị thấy rõ ràng là moon Jae-in đang chơi trò cái kiểu giống như là đu dây tức là vừa muốn quan hệ kinh tế với trung quốc vừa muốn hoa kỳ bảo vệ cho nam hàn trước sự đe dọa của bắc hàn ông ta muốn như vậy cái sự tham lam của ông ta không khác gì âu châu cả do đó tôi hy vọng là năm tới cái cuộc bầu cử diễn ra tại nam hàn đó thì ông ta sẽ out, out, out term tức là ông ta sẽ không thắng được nữa Tại vì cái cách này của ông ta sẽ gây nguy hiểm cho cái chiến lược của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần những đồng minh solid. Ở tại đó, Hoa Kỳ 28.500 binh sĩ của Hoa Kỳ đang trú đóng tại Israel Nam Hàn là bảo vệ cho Nam Hàn trước sự đe dọa của Bắc Hàn. Mà bây giờ ông ta lại không thèm một nghĩa là không còn không thèm mà à, gọi là ủng hộ cho Hoa Kỳ trong cái việc này. Thì quý vị thấy rất là rõ ràng ông ta là cái người sẵn sàng đi đêm với Trung Quốc mà nha rồi tiếp tục à Đài Loan từ đây cuối năm 2022 có thể nổ ra cuộc chiến bất cứ lúc nào năm 2022 là năm của trật tự thế giới được tái lập không còn vùng màu xám cho thế giới bất à, bớt độc tài tôi cũng mong như vậy tại vì á 30 năm nay cái vùng màu xám này nó đã dung dưỡng rất nhiều cho những chế độ độc tài nuôi dưỡng những chế độ độc tài toàn trị và cộng sản làm cho họ mạnh lên và khó bị lật đổ do đó dẹp bỏ cái vùng màu xám này phân lại lần ranh trắng đen rõ ràng thì trật tự thế giới sẽ được ổn định ít nhất một phần nào còn hơn là bây giờ cái vùng màu xám này nó lộn xộn quá Bill Clinton tạo ra cái vùng màu xám này ông ta nghĩ rằng là cái đường hướng mềm dẻo và kinh tế có thể thay đổi nhiều của nhiều cái chế độ độc tài nhưng cuối cùng nó là thất bại nó không thay đổi được những chế độ độc tài cộng sản mà ngược lại nó còn bơm sức mạnh cho cộng sản mạnh lên thêm và cầm quyền vững chắc hơn do đó bây giờ cái chiến lược đó coi như dẹp bỏ rồi cái chiến lược đó coi như phải dẹp bỏ rồi và bây giờ là phải đối đầu mà khi đối đầu thì phải phân trắng đen không có vùng màu xám nữa đó là cái mà tôi nghĩ rằng là sẽ là cái cục diện của thế giới trong một vài thập niên tới tức là mỗi quốc gia phải phân rõ trắng đen không còn màu xám nữa nha rồi à không biết trung cộng tức tối như thế nào việc tẩy chay ngoại giao của Nhật Bản ủng hộ Nhật Bản chưa biết được nhưng mà Trung Quốc thì không có dám lên tiếng về Nhật Bản đâu ít lắm ít khi nào họ lên tiếng mà nói về Nhật Bản lắm tại vì à, tôi không biết lý do nhưng mà có lẽ là tại vì họ há miệng mắt quay nhiều năm nay họ vẫn cho họ vẫn chia chính sách bài Nhật Bản qua cái hệ thống tương, tuyên truyền của họ các phim ảnh các sách báo thì vẫn là cái chủ nghĩa bài Nhật Bản nhưng order side tức là mặt khác thì Nhật Bản là cái quốc gia uh, donor, tức là cho tiền Cộng sản Trung Quốc nhiều nhất. Cộng sản Trung Quốc nhận tiền của của Nhật Bản một cách miễn phí là nhiều nhất. Là do cái bối cảnh chiến tranh Nhật Bản cũng uh, tài trợ rất là nhiều những cái dự án hạ tầng cơ sở cho tới những cái dự án phát triển ở Trung Quốc. Cho nên bây giờ họ há miệng mắc quay. Một mặt thì vẫn muốn lên tiếng với Nhật Bản. Nhưng một mặt khác thì á uh, là chửi Nhật Bản bây giờ thì kỳ cục quá ngửa tay xin tiền nhật bản suốt mấy chục năm nay năm nào nhật bản cũng cho tiền và cho không lấy lại luôn đó, cho nên là bây giờ họ ma há miệng mắt quay lại như vậy do đó họ chỉ trích hoa kỳ cái hội nghị thượng đỉnh dân chủ của joe biden họ chỉ trích rất mạnh nhưng mà khi mà thủ tướng nhật bản lên tiếng về vấn đề nhân quyền thì họ im họ không phản ứng với nhật bản cái điều đó là cái điều hơi lạ đó quý vị nha rồi à không đánh mà cứ tập trận mãi trung quốc sao hụt xăng dầu càng bị khủng hoảng kinh tế No, nó không có hao hụt xăng dầu đâu cuộc tập trận này là cuộc tập trận giả tức là họ lợi dụng những cuộc tập trận để bất ngờ tấn công thật lấy cái bình phong tập trận để người ta bớt chú ý rồi bất ngờ tấn công thật chứ không phải là tập trận để mà mang, mang tính chất gọi là răng đe nữa cuộc, những cuộc tập trận hay xâm nhập dùng vùng nhận dạng phòng công đó, mang tính chất răng đe đó đã qua rồi một năm trước rồi còn bây giờ không phải là răng đe nữa mà rõ ràng Trung Quốc đang có ẩn ý trong các cuộc tập trận này nha yeah. rồi tiếp tục à Mỹ Trung Quốc Nam Hàn đồng ý ký kết hòa bình 1951 1953 cho biết à, thông tin này thật sự quý vị họ đồng ý là chấm dứt cái cuộc chiến là bởi vì năm 1953 họ kết thúc bằng một cuộc ngưng chiến một cái thỏa ước ngưng chiến thôi chứ không phải là kết thúc chiến tranh và từ đó tới bây giờ nó chưa có một cách thỏa ước hòa bình nào nằm trong đây. Có điều là việc mà Mỹ, Trung Quốc, Nam Hàn muốn là một chuyện. Bắc Hàn muốn hay không lại là một chuyện khác. Nga có muốn hay không lại là một chuyện khác. Tại khu vực này là đàm phán 6 bên. 6 bên gồm có bên phía trục bên kia là Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn. Trục bên đây, Nam Hàn, Nhật và Hoa Kỳ. Thì bây giờ Mỹ, Nhật, Nam Hàn có muốn. Nhưng mà Bắc Hàn không muốn thì sao? Nó vẫn là cái tiềm năng đe dọa khu vực Bắc Á. Và từ xưa tới nay quý vị, đàm phán sáu bên nó không bao giờ là đạt được kết quả. Ông Trump trước đây, ông thúc đẩy đàm phán song phương. Ông gạt Nga, gạt Trung Quốc, gạt Nhật Bản, Nam Hàn qua một bên hết. Ông đích thân thúc đẩy cái cuộc nói chuyện với lại à, Kim Jong-un. Thì nó cả tạo một chút xíu kết quả cụ thể. Mặc dù nó bị bế tắc trong cái lần gặp sau cùng ở tại Hà Nội. Nhưng mà ít nhất là đôi bên có cái cuộc gặp mặt trực tiếp và đã có những cái... Và đã có những cái um, gọi là tiếp xúc một cách tích cực. Tôi nghĩ rằng là cái chính sách của ông Trump vẫn hay hơn. Đối thoại song phương thôi. Đừng để ba bốn bên vô nữa. Ba bốn bên vô chưa bao giờ giải quyết được cái gì hết. Đó là đối thoại sáu bên. Từ năm, từ thập niên 90 tới bây giờ, dưới thời Bill Clinton tới bây giờ rồi. Từ thời mà bà uh, Albright O'Brien uh, đến gặp uh, đại sứ của Bắc Hàn. Cho tới bây giờ rồi. Thì chúng ta thấy rằng là cái hồ sơ Bắc Hàn vẫn lình trình. Do đó tôi vẫn thích cái lối của ông Trump song phương. Đối thoại song phương có cụ thể hơn, có kết quả cụ thể nhanh hơn và rõ ràng hơn. Còn bây giờ sáu bên đó quý vị, mỗi bên đưa một chút ý kiến, được cứ năm này kéo qua năm khác và cuối cùng gần 30 năm rồi. Gần 30 năm từ thập niên 90 khi mà Bill Clinton lên bắt đầu từ năm 95 96 là đã bắt đầu làm việc với phía của Bắc Hàn rồi. Mà tối bây giờ là 2000, 2000 2011 Tức là 26, 27 năm rồi Mà có giải quyết được đâu Đối thoại sáu bên là Nó cứ linh sinh hoài Mà tôi nghĩ rằng là Phía Bắc Hàn họ cũng đang chờ một cái vị tổng thống khác lên Mạnh mẽ hơn Cương quyết hơn Ở bên phía Hoa Kỳ đó Để có thể một cách thẳng thắn làm việc với Bắc Hàn Để giải quyết dứt điểm Còn đám dân chủ đó quý vị Nó cứ cái kiểu mà xìu xìu ảnh ảnh rồi á Cứng không cứng mà cứ thỏa hiệp chỗ này thỏa hiệp với cái cuối cùng á nó không ra cái gì hết và kết quả là ba chục năm rồi thì quý vị thấy cái tình hình do thái cũng vậy từ cuộc chiến năm 1967 nó lình xình lình xình hoài cho tới lúc ông trump lên thì quý vị ông trump lên ông làm một phát một thôi là cái tình hình nó ổn định ổn định ngay thì tôi vẫn thích cái lối song phương tại vì cái lối song phương nó rất là cụ thể và nó không có bị nhiễu bởi những cái cánh thứ ba chỉ có đôi bên với nhau thôi Rồi là thỏa thuận là xong Thì quý vị thấy Ông đã thành công chuyện này nha Rồi à trong chiến thuật của Mỹ rất độc trong khi Trung Quốc dịu dõi dương quay thì Mỹ và đồng minh cứ im lặng siết chặt thời thầm lọng vào cổ Trung Quốc bằng kinh tế chính trị quân sự ngoại giao dạ. Thì tôi nói là cái chiến lược tách rời Trung Quốc đi coupling of China Thì cái này ông Trump đã khởi đi cái ý tưởng từ lúc mà ông còn cầm quyền Thì bây giờ cái chiến lược này vẫn được tiếp tục tức là tách rời Trung Quốc ra khỏi nền kinh tế thế giới và khiến cho Trung Quốc gọi là bị cô lập. Nó vẫn đang diễn ra. Nó vẫn đang diễn ra và nó vẫn đi đúng cái hướng đó. Mặc dù quý vị thấy nó chậm, mặc dù quý vị bực mình với cái thái độ nhu nhược của ông Joe Biden. Nhưng mà thật sự cái bánh xe mà cô lập này nó vẫn tiếp tục lăn. Nó chưa hề dừng lại nha. Rồi à ủng hộ thế giới lưỡng cực trắng đen đâu ràng. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Nếu mà thế giới chia lại lưỡng cực thì sẽ bớt những cuộc xung đột hơn. Bớt những cuộc xung đột hơn. Còn thế giới đa cực bây giờ nó nó nhiều như quá. Nó nó nhiều khu vực đói nghèo và phát triển á chiến tranh liên tục. Còn những cái khu vực mà gọi là tương đối là đa, đang phát triển đó thì ngược lại lại có những cái uh, chế độ độc tài toàn trị chà đạp lên quyền con người. Rồi kể cả bây giờ cường quốc cũng vậy nữa, cái liên hiệp quốc cũng vậy. Cái tôi nói quý vị cái đa cực không được cái thế giới đa cực nó làm cho thế giới nó hỗn loạn hơn quay trở lại thế giới lưỡng cực coi vậy mà an toàn hơn và coi vậy mà nó ổn định hơn tức là ngày xưa là quý vị nhớ thời chiến tranh lạnh một bên là cộng sản một bên là cộng sản và một bên là tự do rất rõ ràng như vậy chúng ta khỏe cái đầu lắm còn bây giờ từ khi có cộng sản sụp đổ rồi đẻ ra cái toàn cầu hóa thế giới đa cực bây giờ mình không biết đầu nào là đầu nào là kẻ thù nữa nó còn khó đối phó hơn nữa nha yeah. rồi tiếp tục à đài loan rất mong chiến tranh xảy ra bởi sau cuộc chiến này đài loan sẽ được vĩnh viễn độc lập no người dân đài loan không mong chiến tranh người dân đài loan không mong chiến tranh họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ đất nước nhưng mà họ không mong có chiến tranh họ ở thế là phải sẵn sàng cho cuộc chiến tại vì không còn chọn lựa chứ không phải họ mong có chiến tranh đâu đâu phải chiến tranh thì họ mới được độc lập hoàn toàn bây giờ nó chỉ cần ông joe biden tuyên bố là hủy bỏ one china policy thì nhiều quốc gia sẽ thừa nhận ra là độc lập của đài loan lắm đâu cần phải tại chiến tranh đâu chiến tranh là do trung quốc đe dọa thôi nha có khi nào chính cuộc chiến năm Bắc Hàn là cuộc à, là bức tường mới lên sụp đổ của đảng cộng sản bắc á chưa biết được bây giờ thì bên phía bắc hàn vẫn im lặng <laughs> bắc hàn vẫn im lặng và chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra hết và họ vẫn chưa lên tiếng. Hồ sơ Đài Loan đang nóng, ở vùng xe cư của Nhật Bản đang nóng và Biển Đông đang nóng, nhưng Bắc Hàn vẫn đang im. Thì chưa biết được chờ thêm một khoảng thời gian nữa coi của Bắc Hàn sẽ phối hợp với ai hay là họ sẽ chọn đứng bên ngoài. Với cái sự lãnh đạo của Kim Jong Un. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ gặp lại các quý vị và các bạn trong chương trình Hiếu Sinh Nhật Ký và xin quý vị và các bạn tiếp tục giữ làn sóng của Phong nếu chưa xem qua channel mới xem nha, channel phụ. Nếu không có ở trên kênh 19 thì qua kênh phụ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.